Xin chào tất cả mọi người. Đã khá là lâu rồi kể từ sau khi mà cái tuyến tránh Long Xuyên nó được khánh thành đưa vào sử dụng, tức là giữa tháng 6 của năm 24, cho tới nay thì là đã hơn 4 tháng rồi. Tất nhiên là cũng có rất nhiều điều tiếng phàn nàn về cái vấn đề gắn đèn tín hiệu giao thông, vấn đề đèn chiếu sáng, vấn đề bù lún, vân vân. Cho nên là hôm nay mình sẽ quay lại đây xem thực hư như thế nào. Có đúng như những cái lời mà lời ra tiếng vào, lời ong tiếng ve hay không? Như vậy thì cái ngã ba, cái điểm đầu tiên này thì đã được gắn đèn rồi. Gắn đèn tín hiệu, đèn chiếu sáng thì không nói rồi, vì đèn chiếu sáng thì cái lúc mà khánh thành nó đã có rồi, nhưng mà ngay bên cạnh ấy thì mình lại thấy có một cái trụ đèn chiếu sáng nó đổ. Còn đèn tín hiệu giao thông thì lại không hoạt động, mặc dù là đã có gắn rồi. Có nghĩa là cách đây khoảng một tháng, trên dưới một tháng rồi đấy, thì trên các cái phương tiện thông tin đại chúng có nói rằng là đã gắn đèn tín hiệu giao thông tại các cái vị trí nút giao, như là nút giao cái điểm đầu tiên này và bù lún, tức là hai cái công việc này tiến hành đồng thời. Thế thì cái việc gắn đèn tín hiệu là có rồi, còn đây đấy, tại cái vị trí đầu cầu là mình có thấy một cái lớp bê tông mới đen hơn, có nghĩa là nó cũng đã được bù lún và hoàn thành cái việc bù lún rồi. Trên tuyến này thì người ta thống kê là có 18 cái cây cầu, cầu cống lớn nhỏ. Như vậy là hai vị trí đầu cầu của cái cầu kênh sáng đấy thì đều đã được bù lún, còn cái vị trí cái cầu nhỏ đây là cầu tiếp theo đấy, thì rõ ràng là hai phía bên đầu cầu là cũng đã được bù lún, cho nên là cái vẹt bê tông và hai bên mố cầu đấy nó cái màu nó đen, nó mới hơn đấy. Và sau hơn 4 tháng sử dụng thì trên flycam mình vẫn có thể nhìn thấy rất rõ các cái vạch kẻ đường là còn tương đối là mới. Mình sẽ đi thêm một đoạn nữa. Như vậy thì là các cái cọc bê tông gọi là hộ lan hai bên đường, hộ lan thì không có nhưng mà có các cái cọc bê tông mà gắn các cái miếng phản quang á. Đấy. Thì có đoạn hộ lan thì có đoạn cầu đấy, hai bên đầu cầu là nó có, nhưng mà cũng có cầu không. Đây là đã tới cái vị trí cầu thứ hai rồi. Cầu thứ hai thì nó tương đối lớn đấy. Và một bên đầu cầu phía bên kia là đã được bù lún. Đấy. Thế không phải cầu nào cũng được bù lún, và cũng không phải đầu cầu hai bên cầu là cái vị trí nào cũng được bù lún, có những vị trí mà nó không bị lún đấy. Đấy, thì người ta không cần phải bù lún, vì nếu mà bù lún rồi đổ thêm bê tông lên đó thì nó sẽ tạo ra một cái nếp gấp giữa hai lớp bê tông, như vậy thì chạy tới đó thì nó sẽ dòng. Bây giờ thì mình sẽ quay lại và ở cái độ cao 100 mét, ở độ cao 100 mét ngược sáng, cho nên mình cũng lại phải zoom lại gần một tí nữa, thì hai bên cánh đồng một bên thì là được xả lũ, cho nên là cái mực nước nó cao hơn, tức là bên tay mặt đấy. Còn phía bên tay trái thì có lẽ là không được xả lũ hoặc là xả chậm hơn. Mình nhìn thấy là phía bên tay mặt đây là mực nước nó cao hơn. Ở vị trí này là không zoom nha, không zoom thì cam nó đang return home đấy, cho nên nó chạy với tốc độ bình thường thì khoảng 10 mét trên giây. Tuy nhiên là do nó ở cái vị trí là khá là cao, cho nên là có cảm giác như là nó không di chuyển, nhưng mà thực ra nó vẫn đang di chuyển đấy. Nếu như mà mình zoom xuống thấp một tí này, zoom
zoom gần lại một tí nữa thì mới thấy là nó đang thực sự nó di chuyển. Có nghĩa là hiện nay là mình không tác động gì vào, đang ở chế độ return home RTH đó. Ở vị trí này thì có thể nhìn thấy cầu canh sáng, nhìn thấy cái đường nhánh từ quốc lộ 80 đi lên. Tuy nhiên là ngược sáng, cho nên là nhìn nó giống như là có sương mù vậy. Xa xa ở dưới kia nhìn giống như là có một cái con kênh, nhưng mà thực ra không phải, là hai bên là ruộng thôi. Hai bên là ruộng nhưng mà vì được xả nước đấy, cho nên nhìn ở trên cao thì nó giống như là có một cái con kênh. Nếu mà có một cái con kênh thì phải có một cái cầu bắc ngang, nhưng không phải. Đây là cái đoạn mà từ cái cầu kênh sáng cho tới cái giờ mình cứ gọi là cao tốc đi, cao tốc lộ tẻ, cao tốc thì rạch sỏi, gọi là cao tốc lộ tẻ rạch sỏi. Có nghĩa là cái vị trí trước mắt đấy chính là cái ngã ba. Nếu mà quẹo phải thì đi lên cầu Vàm Cống, còn quẹo trái thì đi vào cao tốc CT02 đấy. Bây giờ mình cứ tạm gọi là CT02 đi, vì nó đang được nâng cấp lên cao tốc rồi. Và có lẽ là chắc chắn là sẽ sau khi mà hoàn thành thì có lẽ là phải thu phí. Còn bây giờ thì vẫn đang chạy free. Nó quay nhanh quá thành ra là cũng chỉ nhìn thấy cái trụ cầu Vàm Cống, hai cái trụ chữ H chút xíu thôi. Còn bây giờ thì mình hạ cánh và nói lời chào tạm biệt mọi người. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi video, mong rằng sẽ nhận được nhiều hơn nữa sự ủng hộ của mọi người. Thank you. Bye bye.